Chào mọi người mình là Ánh Dương đây, chúc mọi người thật vui và sảng khoái khi xem video của mình nhé. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ nha yêu mọi người. Nữ chính là một kẻ trộm trong lúc chuẩn bị lấy được đồ trong vali thì bị một bàn tay ngăn lại. Tiêu quyết nhìn phát biết ngay, tên trộm do nữ cải trang, bị phát hiện nữ chính loãn tâm hất tay ra tiêu quyết để chạy trốn. Trong khi chạy trốn cô đã tháo bộ tóc giả và mở khóa trốn vào chiếc xe hơi, thật bất ngờ đó lại là chiếc xe của Tiêu quyết đang ngồi bên trong. Loãn tâm đã cầu xin anh ta đừng lên tiếng anh ta đồng ý nhưng cái giá phải trả là thứ gì đó quý giá của cô nhận thấy ý đồ xấu xa của tiêu quyết noãn tâm đã vùng vẫy kêu anh ta là đồ biến thái nhưng vẫn bị anh ta tặng cho một nụ hôn lúc đó cô đã lấy lại được bình tĩnh cô giả vờ đồng ý yêu cầu của anh ta rồi lừa anh ta để chạy thoát thân sau khi noãn tâm chạy khỏi tiêu quyết nở ra nụ cười đầy thú vị với cô gái vừa gặp và dự định sẽ răng bẫy để gặp lại cô gái siêu trộm này hôm sau noãn tâm đọc được tin tập đoàn của tiêu quyết có cuộc giao dịch tinh phiến với giá cao cô quyết định phải trộm bằng được để trả thù việc anh ta đã đắc tội mình sau khi xâm nhập thành công và mở kết sắt ra thật không may trong đó lại trống trơn noãn tâm đã bị tiêu quyết bắt tại trận lúc này cô mới nhận ra đó là cái bẫy của tiêu quyết anh ta đe dọa sẽ báo cảnh sát nhưng noãn tâm không vì thế mà hạ thấp người cầu xin anh cô tỏ ra không khuất phục một kẻ biến thái như anh nhưng tiêu quyết lại đề nghị cô làm trợ lý cho anh trong vòng một tháng lại còn được nhận cả sắp tiền lương không do dự noãn tâm đã đồng ý ký kết hợp đồng luôn sau đó tiêu quyết đã rủ noãn tâm đi ăn nhưng mà chưa ăn được gì thì hai người đã bị hết lũ xã hội đen này đến lũ khác truy sát may mà đều bị tiêu quyết xử lý gọn nhẹ anh ấy còn bảo những chuyện truy sát như này diễn ra như cơm bữa làm cho noãn tâm chỉ muốn hủy hợp đồng ngay tức khắc nhưng được anh ta hứa nhất định sẽ bảo vệ cô vì cô là người của anh ta rồi thì cô đành ngậm ngùi chấp nhận lúc này noãn tâm mới hỏi họ tên của anh làm cho tiêu quyết cảm thấy cạn lời bản thân nổi bật xuất chúng như vậy mà còn phải giới thiệu tên trở về nhà rất muộn noãn tâm nghe thấy cuộc nói chuyện của người ông và anh chàng tóc xanh đại diệp thần họ nói về tiêu quyết anh là thành viên của quỷ lệ tổ chức mà tất cả xã hội đen đều khiếp sợ rất nhiều người muốn hạ sát anh mạng của anh đáng giá một tỷ nhìn thấy noãn tâm diệp thần tỏ ra khá ngạc nhiên bởi cô lớn lên vô cùng xinh đẹp lúc này noãn tâm trông khá bối rối vì diệp thần là người mà cô đã thầm thích từ rất lâu rồi thấy hai người nhắc đến tiêu quyết cô muốn giúp anh một tay vì cô sẽ là trợ lý của anh ta trong một tháng cô cũng muốn tìm tinh phiến cho anh ta người ông lo lắng cho cô không đồng ý cô mạo hiểm diệp thần thì tỏ ra rất vui hứa sẽ bảo vệ cô để được người ông đồng ý hôm sau noãn tâm đến công ty của tiêu quyết để làm việc mục đích của cô là tiếp cận tiêu quyết thu thập thông tin giúp cho diệp thần thấy chủ tịch tiêu không có ở công ty cô đứng ra nhận nhiệm vụ mang tài liệu đến nhà cho anh thăm dò một lượt quanh nhà mà không thấy điểm đáng nghi nào noãn tâm cho rằng tinh phiến có lẽ trong phòng tiêu quyết nên cô quay lại phòng anh ta trước người con gái dễ thương. Tiêu Quyết rất muốn biết thêm nhiều thông tin của cô, nên anh đã đưa cho cô uống ly rượu. Sau khi thấy cô ấy đã say, anh hỏi cô có bạn trai hay chưa và đã hôn ai chưa. Biết được Noãn Tâm chưa có bạn trai và nụ hôn đầu do anh cướp mất, Tiêu Quyết bày ra bộ mặt đắc thắng. Noãn Tâm bị say rượu và kể về người con trai mà cô yêu thầm suốt 7 năm. Sinh nhật năm nào cô cũng đều ước được gả cho anh ta. Bây giờ anh ta đã trở lại, cô bảo cô sẽ cố gắng thật nhiều để làm cho anh ta yêu cô. Nghe vậy Tiêu Quyết mặt mày sầm lại hỏi cô về người đàn ông đó, nhưng không nhận được câu trả lời. Sáng hôm sau Noãn Tâm tỉnh dậy thấy Tiêu Quyết nằm ngay bên cạnh lo sợ có chuyện đã xảy ra với mình vì cô đang mặc chiếc áo của anh ta nhưng tiêu quyết cho cô hay anh đã không làm gì cả mặc dù cả đêm cô đã câu dẫn anh rất nhiều lần trong lúc tiêu quyết đi tắm vì tính tò mò noãn tâm đã nghe cuộc gọi ở điện thoại của anh đầu dây bên kia là giọng của một cô gái cô ấy bày tỏ rất yêu và không thể quên được tiêu quyết noãn tâm đã kể lại việc này cho tiêu quyết nhưng anh chỉ tỏ ra bình thường đoán biết được cô gái gọi điện sẽ đến tiêu quyết không cho noãn tâm thay áo của anh ra rồi còn đẩy cô xuống ghế trao cho cô nụ hôn để cô gái gọi điện bắt gặp trước mặt cô gái anh giới thiệu noãn tâm là bạn gái anh khi cô gái đề cập muốn đi cùng anh đến hội từ thiện vào buổi tối với tư cách là bạn gái tiêu quyết đã từ chối vì anh sẽ đi cùng với noãn tâm sau khi cô gái đi khỏi noãn tâm hỏi tiêu quyết rằng tại sao anh lại nói lời như vậy vì cô thấy dáng vẻ của anh rõ ràng là không nỡ bỏ cô ấy không trả lời câu hỏi tiêu quyết quay lại bảo noãn tâm hãy đi cùng anh đến hội từ thiện đổi lại anh sẽ cho cô chiếc thẻ nhớ mà cô đã muốn trộm đến tối hai người ăn mặc lộng lẫy đến buổi từ thiện ở đây cô gặp được diệt thần nhưng hai người tỏ ra không quen biết nhau cô gái gọi điện ban sáng tên là nguyên Nhan cũng xuất hiện ở đây trong cô ta có vẻ khá thân thiết với diệp thần một lúc sau diệp thần có cơ hội gặp riêng noãn tâm nhận thấy cô bé vẫn ngây thơ trong sáng lại thực sự thích mình diệp thần quyết định lợi dụng tình cảm của cô để cô tiếp cận tiêu quyết giúp anh ta đạt âm mưu của mình noãn tâm đang minh man suy nghĩ cô cảm thấy tiếc vì chưa hỏi được diệp thần về mối quan hệ giữa anh và nguyên nhan thì bỗng tiêu quyết xuất hiện anh đã giải thích việc nãy giờ không ở cạnh cô vì anh phải đi thăm nguyên nhan sức khỏe cô ấy rất yếu cô ấy đã bị ngất tại yến hội trên đường về cùng nhau tiêu quyết thách thức noãn tâm mở khóa kết sắt của anh để lấy chiếc thẻ nhớ nghe có mùi coi thường Noãn Tâm tuyên bố sẽ mở tất cả các ổ khóa trong nhà anh luôn. Chấp nhận thử thách Noãn Tâm đã về nhà, xin phép ông để đến nhà Tiêu Quyết ở, vừa thuận tiện cho việc mở khóa và vừa giúp diệt Thần bằng cách xâm nhập vào nhà Tiêu Quyết, rồi phá hoại từ bên trong. Ngay sau đó Noãn Tâm đã khăn gói đến nhà Tiêu Quyết. Những người hầu trong nhà còn tưởng cô là phu nhân tương lai, không chờ đợi lâu cô yêu cầu Tiêu Quyết đưa đến chiếc két sắt có chứa thẻ nhớ. Nhưng trước mắt cô là vô số chiếc két sắt, Tiêu Quyết bày trò là không nhớ két sắt nào chứa thẻ nhớ và bảo cô mở được chiếc nào thì mọi thứ bên trong đều thuộc về cô. Noãn Tâm với vẻ mặt tự tin, quyết tâm lấy hết các thứ quý giá trong các két để tiêu quyết phải đau lòng noãn tâm tự tin là thế vậy mà sau 10 phút loay hoay cô vẫn không tài nào mở nổi một chiếc kết. nhưng cũng phải thôi đây đâu phải là chiếc kết bình thường nhìn thấy noãn tâm mở khóa tiêu quyết đoán ra ngay cô thuộc tổ chức thiên hạ là một tổ chức trộm cắp lợi hại nhất và cũng là thế lực đối đầu với tổ chức quỷ lệ của anh dù vậy anh vẫn muốn giữ cô bên cạnh vì cho rằng cô khác những người khác không mở được khóa noãn tâm tỏ ra không cam tâm thế này thì còn đâu xứng với cái danh người mở khóa giỏi nhất của tổ chức cô hỏi tiêu quyết cách phá giải nhưng anh ta yêu cầu cô phải ngủ cùng giường với anh ta thì anh mới tiết lộ cách mở khóa, ở một nơi khác Diệp Thần đã gọi điện cho Noãn Tâm, anh ta dặn cô hãy cẩn thận có chuyện gì thì gọi cho anh ta và bảo cô hãy tìm thông tin về các thành viên trong tổ chức quỷ lệ, trong máy tính hoặc điện thoại của Tiêu quyết, đúng lúc đó Tiêu quyết mở cửa phòng tắm, làm cho Noãn Tâm giật mình điện thoại rơi tõm vào bồn nước, cô lập tức đuổi anh ra ngoài, Tiêu quyết nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, họ nói nguyên nha nhất quyết không chịu uống thuốc và năng nặc đòi gặp anh, Tiêu quyết kéo theo Noãn Tâm cùng tới bệnh viện, lúc chuẩn bị vào phòng bệnh Noãn Tâm đã giả vờ đau bụng để trốn đi tiêu quyết vào thăm nguyên nhân và cố tình nói rõ cho cô ta biết anh đã có người khác đó là noãn tâm để cô ta từ bỏ anh lúc ra xe về anh âu yếm nhìn thấy noãn tâm đã ngủ ngon lành trên xe sáng hôm sau tiếng hét ầm ĩ của noãn tâm trong phòng tiêu quyết cô ấy đang giận dữ vì nhìn thấy tiêu quyết ngủ cùng mình cô càng tức giận hơn khi chỉ vì vậy mà những người hầu trong nhà nghĩ cô và anh đã có chuyện gì đó ở một nơi khác người ông đã hẹn gặp diệp thần để hỏi anh ta nghĩ gì về cháu gái mình ông bảo noãn tâm thích anh chắc chắn anh cũng biết điều này ông mong anh đừng để cháu gái mình bị tổn thương khi mà anh không có tình cảm gì tại công ty noãn tâm luôn tìm cách xem điện thoại của tiêu quyết cô nói anh hãy đưa điện thoại của anh cho cô để đến chiếc điện thoại của cô đã bị rơi trong bồn nước nhưng chiêu này không thành công vì tiêu quyết đã sai người mua cho cô chiếc iphone mới nhận điện thoại mới noãn tâm vẫn không cam lòng cô bảo muốn đổi lấy chiếc điện thoại của anh tiêu quyết nhìn cô thách thức và bảo cô hãy cầu xin thì anh sẽ đổi nhưng noãn tâm trả thèm nữa vì cô biết nếu cầu xin là đồng nghĩa với việc cô phải hôn anh ta sau đó tiêu quyết rủ noãn tâm đi phỏng vấn người mẫu với anh tưởng có người mẫu nam noãn tâm tỏ ra rất hào hứng thấy bộ mặt mê trai của cô nàng tiêu quyết nói cô xem anh chưa đủ hay sao nghĩ kỹ lại thì cô cũng cảm thấy vóc dáng của anh ta cũng rất tuyệt cuộc tuyển chọn người mẫu cho buổi triển lãm kim cương tiêu quyết để cho noãn tâm thỏa sức chọn khi noãn tâm đi qua một cô người mẫu và bị cô ta coi thường tiêu quyết lập tức loại cô ta ngay sau khi chọn xong người mẫu tiêu quyết trêu chọc noãn tâm rằng so với những cô người mẫu kia thì anh càng thích vòng ba của cô hơn anh đã được xem và sờ nắn cảm giác rất tuyệt sau đó tiêu quyết bảo sẽ cho cô kim cương trong buổi triển lãm nếu cô trộm được noãn tâm bày ra vẻ mặt thích thú với trò chơi này của anh chuẩn bị rời khỏi phòng phỏng vấn thì một cô gái xuất hiện không xa lạ đó chính là sally cô ta cũng thuộc tổ chức của noãn tâm và luôn ganh ghét với noãn tâm lúc đó tiêu quyết đã chọn luôn cô ta điều này làm cho noãn tâm rất khó chịu vừa định bỏ đi ăn thì tiêu quyết đưa cho cô thẻ thanh toán vì anh biết cô không mang tiền mua một đống đồ quay về công ty cô được biết tiêu quyết đã đi giải quyết công việc cơ hội đã đến noãn tâm lập tức đến phòng làm việc của anh để lấy thông tin trong máy tính vừa mở được mật khẩu thì sally xuất hiện không rõ cô ta có nhiệm vụ gì vừa nói được vài câu với cô ta tiêu quyết đã trở về noãn tâm nghĩ ra cách thoát qua đường ống thông gió nhưng sally đã đẩy cô ra và tranh thủ thoát thân bị tiêu quyết bắt gặp trong phòng làm việc của anh Noãn Tâm lấy lý do muốn lật tung phòng để trả thù, việc anh đã không đợi cô mua đồ ăn về. Tiêu Quyết mặc dù đoán biết được ý đồ của Noãn Tâm, nhưng anh không hề tức giận, lại còn chăm sóc khi biết cô bị đau lưng, khi xoa so bóp lưng cho Noãn Tâm. Tiêu Quyết đã không kiềm chế được cảm xúc mà hôn lên, đây cũng là lần đầu tiên anh không thể hiểu nổi hành động của mình. Sau đó hai người cùng nhau về nhà. Trên đường về hai người bị một đám người địa ngục môn chặn đường, bọn chúng muốn lấy mạng Tiêu Quyết, do vậy anh đã đưa Noãn Tâm trốn ở một chỗ, còn anh đánh lạc hướng chúng đi chỗ khác. Lúc đó Diệp Thần đã đi đến chỗ Noãn Tâm và đưa cô đi, anh ta dẫn cô lên xe và bảo cô ở yên trong đó, tiêu quyết sau khi đánh lạc hướng bọn chúng liền quay lại chỗ noãn tâm nhưng không thấy cô đâu mặc dù đang trốn đám người truy sát nhưng vì lo lắng anh bất chấp hết lớn tìm cô vậy nên đám người truy sát đã tìm đến chỗ anh sau khi nghe tiêu quyết gọi tên mình noãn tâm lo lắng cùng lúc đó diệp thần gọi cho đồng bọn đang đánh nhau với tiêu quyết để chúng nói noãn tâm đang ở trong tay bọn chúng và dùng cái chết của cô để uy hiếp anh nghe vậy tiêu quyết kêu thật to tên của cô nghe thấy nỗi tuyệt vọng của anh noãn tâm bỏ qua lời diệp thần dặn cô đã lao ra khỏi xe và chạy về phía anh một tên trong đám truy sát đã bắt được cô kề dao vào cổ cô để bắt tiêu quyết đầu hàng cũng may là noãn tâm đã vùng ra được lúc đó tiêu quyết lao nhanh vào đánh làm cho hắn không kịp hành động vừa đánh vừa che chắn cho noãn tâm để cô không bị thương tiêu quyết đã bị một tên đâm dao vào lưng chảy máu anh đã dùng hết sức đánh gục hết tất cả bọn chúng sau khi bị đâm vết thương trên lưng tiêu quyết không ngừng chảy máu noãn tâm không thể ngờ anh ấy lại có thể vì cô mà không tiếc mạng sống vừa cảm động vừa tự trách bản thân lại lo lắng vết thương của anh cô đã bật khóc mong anh không xảy ra chuyện gì lúc đó tiêu quyết không ngừng an ủi cô nói anh không sao và đó không phải lỗi của cô chính anh mới làm cô bị liên lụy không biết làm gì để noãn tâm ngừng khóc anh đã trao cho cô nụ hôn noãn tâm đã đưa tiêu quyết đến bệnh viện rất may là vết thương của anh không ảnh hưởng nhiều vì vậy cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn noãn tâm không ngừng nghĩ về hành động của anh anh đã không một chút do dự nào khi cứu cô đang ngồi bên cạnh chờ tiêu quyết tỉnh dậy noãn tâm đã nhận được cuộc gọi của diệp thần anh ta biết tiêu quyết bị thương nên bảo noãn tâm tranh thủ lấy thông tin về quỷ lệ trong điện thoại anh ta noãn tâm đã bịa ra một lý do để không làm theo thấy thái độ của noãn tâm với tiêu quyết đã thay đổi diệp thần chủ động hẹn gặp cô anh ta muốn đến bệnh viện để gặp cô ngay lúc noãn tâm định rời đi gặp diệp thần tiêu quyết đang hôn mê nhưng tay vẫn giữ cô lại Diệp thần gặp được noãn tâm đã hỏi han tình hình của tiêu quyết anh ta tỏ ra rất lo lắng cho cô và bảo sẽ bảo vệ cô không để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào nghe thấy những lời này noãn tâm đã rung động noãn tâm trở về phòng bệnh thì tiêu quyết đã tỉnh dậy anh trách cô không ở bên anh nhưng thấy cô mua đồ ăn cho mình nên lại thôi vết thương nặng các bác sĩ yêu cầu tiêu quyết phải nằm viện một tháng nhưng chỉ ngay hôm sau anh đã quyết định xuất viện vì anh còn rất nhiều việc ở công ty cần xử lý noãn tâm lo lắng nên luôn ở bên cạnh chăm sóc đến ngày diễn ra triển lãm tiêu quyết mua tặng noãn tâm chiếc váy lộng lẫy bảo cô cứ đến trước vì anh còn có việc nhìn thấy noãn tâm vô cùng xinh đẹp các nhân viên trong công ty đều ghen tị sally cũng đến để làm người mẫu kim cương nhìn thấy noãn tâm cô ta mỉa may bảo rằng noãn tâm định lợi dụng sắc đẹp của mình để quyến rũ tiêu quyết sao noãn tâm nói cô không hề quyến rũ mà chính là tiêu quyết luôn muốn ở bên cô và nói cô ta không còn hấp dẫn được người khác nữa rồi làm cô ta tức điên sau đó tiêu quyết cũng đến nhìn thấy anh noãn tâm hỏi han sức khỏe vết thương của anh trong suốt buổi triển lãm tiêu quyết vì phải tiếp khách mà đã uống rất nhiều rượu khiến cho noãn tâm càng lo lắng cho anh hơn sally là người mang viên kim cương quý giá nhất để trình diễn lúc cô ta chuẩn bị lên sân khấu thì không thấy viên kim cương đâu cô ta cho rằng noãn tâm là kẻ trộm cố ý làm vậy để đổ lỗi cho cô ta chỉ noãn tâm mới mở khóa của hộp đựng được tiêu quyết nhìn hộp đựng biết ngay noãn tâm không làm việc này thấy vậy sally cho rằng tiêu quyết chỉ đang binh vực noãn tâm cố ý hãm hại cô ta tiêu quyết bảo rằng trong mắt anh sally chả là gì nên chẳng có lý do gì anh phải hãm hại anh cũng biết việc cô ta thuộc tổ chức thiên hạ như noãn tâm và hôm đó chính cô ta đã đột nhập vào phòng làm việc và lục lọi đồ của anh sau đó anh đổi cô ta cút đi người trộm viên kim cương là anh chàng tóc đỏ bạn của tiêu quyết anh ta cố ý làm vậy để chơi đùa không có người mẫu noãn tâm đã đứng ra trình diễn viên kim cương quý giá trong cô gái xinh đẹp làm cho mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Kết thúc buổi triển lãm Noãn Tâm và Tiêu Quyết trở về nhà, nhìn thấy Tiêu Quyết Noãn Tâm biết rằng anh đã cố gắng rất nhiều trong suốt buổi lễ, sau đó cô giúp anh thay băng gạc. Cơ mà nhìn thấy cơ thể cường tráng của anh, Noãn Tâm tí chút xịt máu mũi, đúng là mê trai như tôi, rồi xong quấn băng mà không quên tạo hình chiếc nơ. Nhìn thấy anh đau đớn, Noãn Tâm tỏ ra ái náy, vì cứu cô mà anh mới bị như vậy, cô hỏi anh muốn ăn chút gì không để cô nấu. Tiêu Quyết dịu dàng bảo cô đừng lo lắng, khi nào đói bụng anh sẽ gọi người giúp việc. Sau khi Tiêu Quyết ngủ, noãn tâm đã xuống bếp nấu ăn tiếng loảng xoảng làm tiêu quyết tỉnh dậy noãn tâm bày món ăn ra cho tiêu quyết ăn mà món nào cũng là đỉnh của sự giàu tệ vậy mà tiêu quyết vẫn cố ăn hết lúc tiêu quyết chuẩn bị đi tắm noãn tâm đã ngăn anh lại vì vết thương của anh không được để nước dính vào tiêu quyết cảm động trước sự chăm sóc của cô nhưng vẫn cố tình trêu chọc bảo cô không yên tâm thì hãy tắm cho anh noãn tâm tức giận hét lên đồ biến thái rồi chạy đi lúc lâu sau lại cảm thấy lo như thế nào nên đến phòng anh kiểm tra tiêu quyết vừa tắm xong cuốn mỗi chiếc khăn noãn tâm dìu anh về giường vừa chăm sóc vừa hỏi han về buổi triển lãm vì đã giúp anh trình diễn nên cô muốn nhận phần thưởng nghe tiêu quyết nói phần thưởng là được ngủ với anh thì cô chẳng thèm chỉ có nguyên nhan mới thích phần thưởng đó nhắc đến nguyên nhan tiêu quyết mặt buồn bã rồi bảo noãn tâm về phòng nghỉ ngơi đang quay trở ra cô thấy chiếc khăn trên người tiêu quyết sắp bị rơi định vào quấn lại thì ôi thôi cái tay lại sờ phải chỗ nào đó mặt đỏ tưng bừng xin lỗi anh thì bị anh kéo lại gần noãn tâm xấu hổ đập vào đầu anh ta cái rồi chạy đi về tới phòng cứ nhắm mắt lại thấy hình ảnh lúc nãy hiện ra sáng hôm sau nghe thấy tiêu quyết gọi ngoài cửa noãn tâm vội bật dậy thu xếp đồ rời khỏi người mà cô cho là lưu manh chưa kịp xách đồ theo tiêu quyết xuất hiện ngay trước mặt Noãn Tâm vội phi nhanh ra khỏi nhà, lúc Noãn Tâm vừa đi thì hai anh bạn của Tiêu Quyết đưa theo Nguyên nhân tới. Noãn Tâm trở về nhà thấy người ông chuẩn bị đến trụ sở để họp, thế là cô đi cùng với ông. Trong cuộc họp Sally đã tố cáo Noãn Tâm vì ghen ghét nên quấy rối nhiệm vụ của cô ta, làm bại lộ thân phận cô ta với Tiêu Quyết. Noãn Tâm và Sally tranh luận với nhau hơn một tiếng đồng hồ mà không có kết quả. Cuối cùng người ông đứng ra nói với lãnh đạo, để cho cả hai thời gian ba ngày để tìm chứng cứ cho mình thì mới thôi. Lúc ra về cầm vào điện thoại, Noãn Tâm thấy rất nhiều tin nhắn của Tiêu Quyết, hỏi cô ở đâu và bảo cô quay về. Noãn Tâm chỉ nhắn cho anh ta hình mặt giận, thấy cô cháu gái có vẻ khan khát, người ông biết ngay cô đã thích tiêu quyết ông khuyên cô nên từ bỏ nhiệm vụ không nên dấn sâu vào vì tiêu quyết là người không đơn giản noãn tâm không nghĩ bản thân thích tiêu quyết vì trước nay cô luôn có tình cảm với diệp thần nhưng nhớ lại lúc ông bảo cô từ bỏ nhiệm vụ rời xa anh ta cô đã rất đau lòng đang minh man suy nghĩ thì tiêu quyết gọi điện kêu cô về nhà chẳng hiểu nổi bản thân cô đã quyết định về cạnh tiêu quyết thì mới có thể biết được rõ tình cảm của mình vừa bước chân vào phòng tiêu quyết noãn tâm bắt gặp anh và nguyên nhan đang tay trong tay noãn tâm xin lỗi rồi tự chạy đi tiêu quyết vội chạy theo giải thích nhìn thấy noãn tâm đầm để nước mắt anh biết cô đang giận anh anh giải thích không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là Nguyên Nhan quan tâm đến vết thương của anh mà thôi. Thế rồi anh liền trao cho cô nụ hôn, đúng lúc đó hai người bạn của Tiêu Quyết mở cửa vào, cả hai người mặt đỏ bừng vì bị bắt gặp. Nghe thấy anh chàng tóc đỏ bảo hai người định làm chuyện đó giữa ban ngày à, Noãn Tâm vừa tức giận vừa ngại ngùng, trở về phòng nằm nghĩ về nụ hôn, nhận ra chắc cô bị ám rồi, vì cô rất thích Tiêu Quyết mà bản thân không thể chống cự, đang tự trách bản thân vì đã thích Tiêu Quyết, Noãn Tâm được anh gọi ra ăn cơm. Hai người ra đến phòng ăn thì nhìn thấy Nguyên Nhan đang nấu ăn, Noãn Tâm đột nhiên nhớ ra chuyện muốn nói với Tiêu Quyết, nhưng Nguyên Nha nhất định kéo Tiêu Quyết ra ăn lúc đó tiêu quyết không ngần ngại hất tay nguyên nhan ra để tập trung nghe noãn tâm nói làm cho cô ta rất sững sờ noãn tâm nói về việc sally đã đổ cho cô ăn cắp viên kim cương trong buổi triển lãm để hại cô ta do vậy noãn tâm muốn xin băng ghi hình ngày hôm đó nhưng hôm đó không hề có camera anh bạn ít có thể làm giả video nhưng anh ta đòi 100 vạn noãn tâm thở dài hết cách thì tiêu quyết ôm cô trước mặt mọi người và bảo sẽ trả tiền thay cô mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn nhìn thấy toàn món ăn bắt mắt của nguyên nhan noãn tâm như bị đà kích tiêu quyết thì bảo món ăn không ngon bằng lần trước noãn tâm nấu nghe thấy lời này noãn tâm nghĩ chắc anh ta cố ý cười nhạo cô nguyên nhân lại nghĩ anh ấy đang cố thể hiện noãn tâm quan trọng hơn cô lúc ăn uống xong nguyên nhân và noãn tâm cùng nhau rửa bát nguyên nhân hỏi noãn tâm quen tiêu quyết lâu chưa và nói rằng cô ta và tiêu quyết quen biết nhau mười mấy năm rồi cô ta luôn ở bên cạnh anh cô ta bảo cô ta không thể nói rõ lý do tại sao anh lại cự tuyệt mình nhưng cô ta chắc chắn rằng trong thâm tâm anh vị trí cô ta là không có gì có thể thay thế nghe những lời này noãn tâm run lên bần bật cảm giác gai rét khó tả lúc rời đi nguyên nhân còn bảo với noãn tâm rằng tiêu quyết sẽ không thích cô đâu noãn tâm buồn bã thâm tâm đau nhói không còn giữ nổi bình tĩnh làm rơi chiếc đĩa trong tay, anh chàng tóc đỏ chạy vào thấy Noãn Tâm đang khóc, anh đã kéo cô đi, chạy bộ suốt 30 phút họ cũng đến nơi. Noãn Tâm mệt phờ, cô vấp phải hòn đá, ngã nhào vào người anh tóc đỏ, thế mà sau cú ngã anh chàng lại cảm thấy cô thật đáng yêu. Anh hỏi vì nguyên nhân cô không vui, lúc đó Noãn Tâm hỏi luôn chuyện giữa Tiêu quyết và Nguyên Nhân, anh chàng tóc đỏ kể lại, hai người họ quen biết nhau 10 năm rồi. Lúc đầu Tiêu quyết, Nguyên Nhân và một người bạn của Tiêu quyết chơi rất thân với nhau, cả hai người cùng thích Nguyên Nhân, còn Nguyên Nhân thích Tiêu quyết nhưng không hiểu vì sao tiêu quyết lại không tiếp nhận nguyên nhân nữa sau đó người bạn kia gặp chuyện bị thương nghiêm trọng trước khi anh ta qua đời nguyên nhân đã mặc áo cưới cùng anh ta để thực hiện nguyện vọng của anh ta kể từ đó tiêu quyết vẫn coi nguyên nhân là vợ của bạn thân mình và giữ khoảng cách nghe xong câu chuyện noãn tâm lại càng buồn lòng hơn cô biết tiêu quyết vẫn luôn quan tâm nguyên nhân cô nghĩ rằng nếu có một ngày anh giải quyết được khúc mắc thì có lẽ anh sẽ lại tiếp nhận nguyên nhân noãn tâm gục đầu khóc và không biết từ bao giờ cô đã thiếp đi anh chàng tóc đỏ đỡ cô dựa vào người mình mà tim cứ đập bùm bùm không kìm lòng được định hôn thì tiêu quyết xuất hiện anh ta giật bắn và chạy đi luôn noãn tâm tỉnh dậy thấy tiêu quyết ngồi bên cạnh cô định đứng dậy bỏ về thì tiêu quyết níu tay cô lại vì anh thấy cô có chuyện gì đó noãn tâm cố gắng cười và giải thích do cô bị đánh thức nên vậy rồi cô đi về phòng đêm hôm đó noãn tâm bị đau bụng đi ra phòng ngoài tìm thuốc uống tiêu quyết xuất hiện quan tâm giúp cô tìm nhưng noãn tâm chỉ đẩy anh ra xa thấy noãn tâm có vẻ làng tránh tiêu quyết hỏi han nhưng nhận lại chỉ là trái bơ rõ ràng cô đang giấu anh chuyện gì anh nghi ngờ nguyên nhân đã nói gì với cô nhưng noãn tâm quả quyết không nói gì hết tiêu quyết đành đưa ra hạ sách ép cô nói bằng cách cười một thứ trên người anh mỗi lần cô nói dối tiêu quyết cởi hết áo này đến áo khác rồi chuẩn bị đến quần noãn tâm chỉ biết ôm mặt hét lên kêu anh dừng lại bị tiêu quyết tra tấn bằng da thịt cơn đau bụng của noãn tâm lại trỗi dậy tiêu quyết bế cô vào phòng nằm nghỉ rồi mang thuốc vào cho cô nhưng noãn tâm chẳng muốn uống cũng không cần anh lo lại còn không muốn liên quan gì đến anh tiêu quyết bất ngờ nâng đầu noãn tâm dậy và bón thuốc cho cô bằng miệng sau khi uống thuốc xong cơn đau của noãn tâm cũng giảm đi nhiều tiêu quyết không yên tâm nên đã nằm bên cạnh cô được anh chăm sóc dịu dàng noãn tâm chỉ biết âm thầm khóc Cô rất sợ việc cô càng ngày càng thích anh hơn, sáng hôm sau Noãn Tâm quyết định sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, lấy con chip từ chỗ Tiêu Quyết, rồi sẽ rời khỏi anh vĩnh viễn. Tiêu Quyết đến tìm Noãn Tâm để gọi cô ra ăn sáng, tiện thể anh tặng cô món quà là dây treo điện thoại, nhưng Noãn Tâm thực sự không biết rằng, dây treo đó chính là con chip mà cô đang muốn tìm. Tiêu Quyết và Noãn Tâm vừa đến công ty, thì một nhóm người đã đưa Tiêu Quyết đi học, lúc đi Tiêu Quyết không quên bảo Noãn Tâm, "Đến phòng làm việc của anh để nghỉ ngơi." Tận dụng cơ hội tốt, Noãn Tâm đã tìm mọi ngóc ngách trong phòng anh mà không thấy con chip. Cô nghĩ đến có thể ở nhà sẽ có, Noãn Tâm nhắn cho Tiêu Quyết nói rằng cô mệt nên sẽ về nhà nghỉ. Vừa nhận được tin nhắn của cô, lo cô lại đau bụng tiêu quyết dừng luôn cuộc họp chạy đến chỗ cô xác nhận cô không sao anh mới để cô tự về nhà về đến nhà noãn tâm gặp anh bạn ít anh ta bảo cô đưa điện thoại để chuyển cho cô đoạn ghi hình buổi triển lãm mà anh ta tạo ra nhìn thấy dây đeo điện thoại là con chip anh bạn ít không tin nổi tiêu quyết lại đưa nó cho cô biết anh chàng ít là người thiết kế khóa kết sắt trong nhà tiêu quyết noãn tâm định bái anh là sư phụ nhưng không thành công cô tự mình lên phòng tìm mật mã để mở khóa các kết anh chàng ít nhìn thấy nên báo cho tiêu quyết tiêu quyết chỉ bình thản và bảo cứ để cho noãn tâm chơi một lúc đi anh chàng ít lên phòng mật mã xem noãn tâm mở khóa anh rất tự tin vào khả năng thiết kế của mình thách thức tài năng của cô một tiếng sau chìa khóa phức tạp đã được noãn tâm mở thành công nhưng trong đó không phải là con chip anh chàng ít chỉ còn biết mang vẻ mặt u oán nhìn cô lấy đi viên đá cô ban quý giá trong đó noãn tâm gọi điện cho tiêu quyết khoe chiến tích cô muốn anh đưa cho cô một trăm để mua lại viên đá vì nếu trộm được vật giá trị trên một trăm thì cô sẽ bị tổ chức thu lại được anh đồng ý noãn tâm đã khen anh thật tốt nhưng anh lại bảo cô đừng bởi vì người khác tốt với cô mà dễ dàng thích người đó noãn tâm nghĩ rằng anh ấy đang ám chỉ cô không nên thích anh ta do vậy cô lại không kìm được nước mắt lúc đó diệp thần gọi điện anh ta hẹn cô ra quán cà phê diệp thần gọi cho cô món bánh cô thích ăn nhất và hỏi han khi biết cô vừa khỏi ốm khi hai người đi dạo diệp thần ngõ lời muốn cô làm bạn gái anh được người mình thầm yêu suốt 7 năm tỏ tình noãn tâm đồng ý ngay nhưng trong thâm tâm cô cảm thấy cảm giác này không phải là hạnh phúc vô cùng như bao lần cô đã tưởng tượng ra vừa tỏ tình xong diệp thần đã lợi dụng noãn tâm hỏi han về tiêu quyết về quỷ lệ noãn tâm chỉ bảo cô không nghe thấy điều gì về quỷ lệ đang nói chuyện diệp thần nhận được điện thoại từ cấp trên kêu anh ta có nhiệm vụ trộm viên kim cương quý giá cùng với noãn tâm họ sẽ thực hiện kế hoạch vào buổi tối lại thêm một nhiệm vụ trộm kim cương của tiêu quyết noãn tâm trông rất buồn nhưng khi nhận được tin nhắn của anh bảo tối anh phải ở lại công ty cả đêm và muốn cô nấu bữa sáng cho anh vào ngày mai noãn tâm càng buồn hơn giữa hai người chỉ có thể là kẻ địch của nhau nhưng để giúp người ông cô vẫn quyết phải trộm được viên kim cương noãn tâm tìm đến nơi triển lãm cô được nhân viên tiếp đón tận tình vì trong buổi triển lãm trước cô đã cùng đến với tổng giám đốc của họ là tiêu quyết họ nghĩ cô chính là phu nhân tương lai tận dụng cơ hội noãn tâm sao chép thẻ nhân viên thăm dò các cấu trúc các khóa cô chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành động đêm nay đến đêm noãn tâm rất thuận lợi đột nhập và lấy viên kim cương ra khỏi két đang chuẩn bị tẩu thoát thì cô bị một cô gái lấy mất viên kim cương trở về tổ chức cùng cô gái noãn tâm được biết cô ấy là lãnh hàn là người phụ trách nhiệm vụ trộm kim cương lần này nhân lúc đông đủ thành viên tổ chức noãn tâm đã cung cấp video mà anh chàng ít đã tạo ra để chứng minh sally không có sự thật phơi bày nhưng tổ chức lại không hề trừng trị sally ở một nơi khác tiêu quyết đã nhận được tin viên kim cương bị mất anh đã đến nơi triển lãm lúc đó hai anh bạn của tiêu quyết đã ở đây rồi Quan sát cách phá khóa anh chàng ít nhận ra kẻ trộm thì có thể là Noãn Tâm, Tiêu Quyết cũng nhận ra điều này, sáng hôm sau để không bị nghi ngờ, Noãn Tâm đã đến công ty gặp Tiêu Quyết, bị mất viên kim cương mà Tiêu Quyết vẫn giữ thái độ bình tĩnh, Noãn Tâm tỏ rõ thái độ lo lắng, tưởng anh đã biết chuyện cô lấy trộm kim cương, nhưng anh lại trách cô không chuẩn bị bữa sáng mà anh dặn, thấy vậy Noãn Tâm vui vẻ trở lại và đi mua đồ ăn cho anh, vừa bước ra cửa thì anh chàng ít mở cửa vào, Noãn Tâm bị cửa đập vào đầu, chỉ biết ôm mặt kêu đau, Tiêu Quyết chạy vội ra xem cô có bị làm sao không, nhìn thấy hành động lo lắng của Tiêu Quyết, đợi lúc Noãn Tâm đi khỏi anh chàng ít nổi giận, hỏi Tiêu Quyết đã thích cô ấy sao? và bảo rằng tiêu quyết đang lừa mình dối người biết rõ cô ấy là người bị tình nghi nhất trong vụ trộm kim cương mà lại không điều tra tiêu quyết bảo anh chàng ít hãy yên tâm vì anh luôn là người rất lý trí trong vấn đề tình cảm nhưng khi ít vừa đi khỏi tiêu quyết tự thấy đối với nguyên nhan anh hoàn toàn kiềm chế được tình cảm còn đối với noãn tâm anh không thể kiềm chế được con tim khi ở cạnh cô vừa lúc đó anh nhận được tin nhắn của noãn tâm cô ấy đang đứng xếp hàng giữa thời tiết 37 độ để đạt được bàn ăn trong nhà hàng cùng anh thấy thế tiêu quyết hủy các cuộc họp để đến chỗ cô anh kéo tay cô thẳng vào nhà hàng đi với khách vip như anh sao cần phải xếp hàng một lúc sau tiêu quyết bị đau ở vết thương không muốn làm phiền noãn tâm ăn uống anh đã tự vào nhà vệ sinh ở bên này noãn tâm nhìn thấy điện thoại của tiêu quyết có tin nhắn thì cầm lên xem tin nhắn của anh chàng ít nói rằng anh ta đã điều tra ra viên kim cương đang ở đâu noãn tâm chưa kịp lấy trộm thông tin quỷ lệ trên điện thoại tiêu quyết thì anh bước vào làm cô giật mình nhưng vẫn bình tĩnh giải thích rằng cô không cố ý xem và đưa lại cho anh tiêu quyết gọi điện xong rồi bảo noãn tâm ở lại ăn còn anh phải về công ty ngay noãn tâm nhận được điện thoại của diệp thần hẹn gặp cô lập tức ra thanh toán bằng thẻ của tiêu quyết tin nhắn báo thanh toán về điện thoại tiêu quyết biết noãn tâm ra về nên đã sai anh chàng tóc đỏ đi đón cô noãn tâm vừa ra khỏi cửa hàng thì dực thần đã tới đón noãn tâm ôm theo bó hoa mà tiêu quyết nhờ nhân viên tặng cho cô đi theo diệp thần anh chàng tóc đỏ đến đón chậm nhìn thấy noãn tâm đi cùng một người con trai nên đã đi theo đi theo một lúc anh chàng tóc đỏ đã báo cáo tình hình noãn tâm đi cùng một người con trai lại còn ôm anh ta cho tiêu quyết biết tiêu quyết đang ở công ty nhưng trong lòng không khỏi sốt ruột vừa tan làm anh đã tìm đến noãn tâm và ôm cô vào lòng với vẻ mặt giận dỗi sau đó anh đưa cô đi ăn tiêu quyết bao chọn nhà hàng nên chỉ có hai người ăn ở đây anh kêu nhân viên mang rượu ra cố tình để cho noãn tâm uống để cô say và nói ra sự thật về người đàn ông kia lúc đó noãn tâm cũng muốn chút cho tiêu quyết say cô sẽ lấy thông tin trên điện thoại anh và hoàn thành nhiệm vụ hai người thi nhau uống nhưng mới được mấy cốc noãn tâm đã say cô bước đi lảo đảo và ngủ gục trên người tiêu quyết tiêu quyết đưa noãn tâm về nhà anh gọi cô dậy để hỏi về người đàn ông mà cô yêu thầm suốt 7 năm nhưng câu trả lời của noãn tâm lại làm tiêu quyết bất ngờ người cô thích không ai khác ngoài anh cô vẫn luôn nhắc nhở mình không thể nghĩ tới anh vì anh đã yêu nguyên nhan Tiêu Quyết vội ôm lấy cô và nói rằng trong lòng anh chỉ có cô mà thôi, thế rồi hai người đã có một đêm ân ái. Sáng hôm sau Noãn Tâm tỉnh dậy, cô giật mình khi biết cô và Tiêu Quyết đã xảy ra chuyện. Tiêu Quyết hớn hở bước vào bảo rằng cô đã thú nhận việc cô thích anh rồi, nên bây giờ cô có chối cũng vô dụng. Noãn Tâm nghĩ về mối quan hệ Tiêu Quyết và Nguyên Nhan và việc cô và Diệp Thần đã hẹn hò. Cô bảo Tiêu Quyết hãy quên chuyện đêm qua đi, cô đã có bạn trai rồi. Tiêu Quyết mặt giận dữ khi nghe cô bảo không yêu anh, rồi tức tối bỏ ra khỏi phòng vì bị Noãn Tâm từ chối. Tiêu Quyết đã lấy lý do mất viên kim cương để phát lệnh giang hồ để đối phó với tổ chức thiên hạ vì việc này. Diệp Thần gọi điện cho Noãn Tâm bảo cô trả lại viên kim cương về nơi triển lãm, đến tối Noãn Tâm cùng chị gái tóc hồng lại đột nhập vào phòng triển lãm. Vừa chuẩn bị đặt viên kim cương vào chỗ cũ thì Tiêu Quyết xuất hiện, Noãn Tâm xin lỗi và kêu anh đừng báo cảnh sát, Tiêu Quyết tiến lại gần đưa tay lên mặt cô, thông báo cô sẽ phải trả giá đắt cho việc này và anh sẽ phát lệnh truy sát với tổ chức của cô, bây giờ cô chỉ còn cách ký hợp đồng suốt đời với anh thì anh sẽ tha cho. Chị gái tóc hồng nghe thấy thế vội tạo tiếng động giả, để đánh lạc hướng Tiêu Quyết và chạy đến kéo tay Noãn Tâm trốn thoát, biết là sẽ khó trốn khỏi với lại sẽ ảnh hưởng đến tổ chức và người ông của cô nên cô bảo chị gái tóc hồng hãy đi trước cô sẽ có cách để đảm bảo an toàn cho tổ chức noãn tâm quay lại chỗ cũ lúc tiêu quyết quay về cô bảo cô quyết định sẽ ký hợp đồng kia bây giờ cô muốn biết nội dung hợp đồng tiêu quyết bảo rằng nội dung là cô sẽ trở thành nữ nhân của anh bỗng anh chàng ít bước vào thấy tất cả những việc này của tiêu quyết chỉ là để noãn tâm ở bên cạnh anh ta tỏ ra bực tức bảo tiêu quyết điên rồi khi anh ta định giơ súng giải quyết noãn tâm thì tiêu quyết liều mạng xông vào hất súng ra và cho anh ta ăn cú đấm rồi kéo noãn tâm đi trên đường đi noãn tâm xin lỗi tiêu quyết vì cô mà anh đã trở mặt với người anh em của mình tiêu quyết đưa noãn tâm đi ăn đêm anh cho cô uống đồ uống gì đó mà cô say không còn phân biệt được món ăn gì lần này anh muốn nghe những lời thật tâm trong lòng cô về đến nhà tiêu quyết gọi noãn tâm dậy nhưng noãn tâm đã không nói gì cả cô chỉ biết khóc rồi dần dần ngủ đi trong lòng anh sáng hôm sau người ông đã gọi điện cho noãn tâm từ rất sớm để xem cô có sao không diệp thần ở cùng người ông và cũng nói chuyện điện thoại với cô anh hỏi cô có bị tiêu quyết ức hiếp không và anh ta sẽ đến đón cô ngay noãn tâm chuẩn bị ra cửa chờ diệp thần đến thì tiêu quyết xuất hiện anh hỏi tại sao cô lén lén lút lút ở đây cô vừa mới bảo đang chờ người đến đón về thì diệp thần mở cửa bước vào người thì kéo cô về nhà người thì giữ tay cô lại lúc này noãn tâm nhận ra tiêu quyết đang rất tức giận anh ấy hỏi mối quan hệ của cô và diệp thần là gì diệp thần giới thiệu noãn tâm là bạn gái anh vì nhiệm vụ mà cô ấy phải tới đây nghe thấy thế noãn tâm hét lớn tên anh để ngăn anh lại cô quay và nói với tiêu quyết rằng bây giờ cô phải về nhà để ông nội cô an tâm tiêu quyết đồng ý và dặn cô phải quay lại sớm trở về nhà người ông rất lo lắng hỏi cô cháu gái có bị ức hiếp không và bảo nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra ông sẽ bảo vệ cô sau khi diệp thần và người ông đi hợp chị gái tóc hồng đã đến nói chuyện với noãn tâm vì trong cô có nhiều tâm sự noãn tâm đã kể cho chị gái tóc hồng về lần cô bị tiêu quyết bắt gặp lấy cắp kim cương nhưng anh ta lại không hề tức giận anh ấy đã yêu cầu cô ký hợp đồng làm trợ lý chọn đời cô không hiểu sao anh ta lại làm vậy ngoài ra đi bên cạnh tiêu quyết cô cảm thấy rất thoải mái còn diệp thần là bạn trai cô nhưng ở cạnh anh cô lại cảm thấy rất gò bó chị gái tóc hồng dựa vào kinh nghiệm tình trường phong phú của mình khẳng định noãn tâm không thích diệp thần người cô thích là tiêu quyết và tiêu quyết cũng thích cô việc bây giờ của cô là làm theo đúng con tim noãn tâm trở về nhà gặp tiêu quyết nói cho anh biết cô không hề yêu diệp thần định thổ lộ tình cảm của cô với anh thì nguyên Nhan đến nhà tìm tiêu quyết nhìn thấy cô ta noãn tâm chỉ biết rút lui cho hai người nói chuyện cô ta bảo đã tìm thấy chiếc hộp mà anh chàng bạn thân đã mất cũng là chồng chưa cưới của cô ta để lại trong đó có hai chiếc nhẫn và lá thư viết rằng anh ta hy vọng tiêu quyết và nguyên nhân hãy đến với nhau cô ta tỏ ra đau khổ khóc lóc và tự trách mình được tiêu quyết an ủi cô ta đã chạy tới xả vào lòng anh noãn an tâm đứng sau bức tường chứng kiến tất cả cô tỏ ra rất buồn lúc sau nguyên nhân ra về noãn tâm gặp tiêu quyết với thái độ tức giận chuyện gì đó tiêu quyết biết rõ noãn tâm giận việc gì nên mang bánh vào dỗ dành anh còn đưa cô đi mua sắm quần áo giày dép trang sức ở những chỗ đắt đỏ để noãn tâm có thể nguôi giận khi hai người đi ăn và dạo phố thì có kẻ lạ mặt theo dõi anh tiêu quyết nhận ra điều này và báo cho hai anh chàng bạn thân điều tra sáng hôm sau noãn tâm xin tiêu quyết nghỉ một ngày cô muốn về gặp người ông tiêu quyết đồng ý cho cô về nhưng với điều kiện cô phải nói chia tay với diệp thần ngay trong hôm nay vừa định đi thì noãn tâm gặp anh chàng tóc đỏ và dù anh ta đi cùng cô đi bộ nói chuyện một lúc hai người phát hiện ra bị lạc đường noãn tâm đã gọi điện cho chị gái tóc hồng đến đón trong lúc chờ đợi anh chàng tóc đỏ kể cho noãn tâm về cuộc đời mình anh ta là một cô nhi và có một người anh trai nhưng bọn họ bị tổ chức huấn luyện sát thủ tách nhau ra anh lớn lên và giết rất nhiều người theo lệnh của tổ chức rồi một ngày anh nhận được lệnh giết chết tiêu quyết tổ chức đưa cho anh bọc thuốc nổ khi biết bọc thuốc nổ đó quá mạnh anh mới nhận ra tổ chức muốn anh chết chung với tiêu quyết nhưng điều làm anh không ngờ là lúc đó tiêu quyết lại cứu anh từ đó anh luôn đi theo tiêu quyết và coi anh ấy như người anh trai của mình lúc chị gái tóc hồng đến anh chàng tóc đỏ nhận ra đó là một trong những cô gái đã lẻn vào phòng triển lãm để trả lại viên kim cương hai người oan gia ngõ hẹp tranh cãi nhau một hồi mới biết đều là người quen của noãn tâm bỏ lại anh chàng tóc đỏ noãn tâm đi theo chị gái và kể cho chị nghe về việc tiêu quyết yêu cầu cô phải chia tay ngay với diệp thần sau khi được chị gái tư vấn cách chia tay nhanh chóng dứt khoát noãn tâm đã rũ diệp thần đi cà phê cơ mà nhìn thấy anh ta vui vẻ noãn tâm lại không nỡ nói cuối buổi chiều mà vẫn chưa làm theo yêu cầu của tiêu quyết noãn tâm đành gọi điện thông báo cho anh biết nhận được tin tiêu quyết tức tốc đến chỗ noãn tâm anh bảo cô gọi diệp thần ra và đeo tay nghe vào anh sẽ dạy cô chia tay với anh ta khi diệp thần vừa đến tiêu quyết kêu noãn tâm đòi chia tay anh ta luôn nhưng noãn tâm cứ chần chừ không nói tiêu quyết đành ra mặt nói chuyện riêng với diệp thần đe dọa anh ta nếu không chia tay thì việc tổ chức của anh ta trộm đồ của quỷ lệ sẽ bị lãnh hậu quả nặng nề sau đó tiêu quyết gọi noãn tâm cùng vào và nói lời chia tay với diệp thần diệp thần rất đau lòng nhưng vì tổ chức anh ta chỉ biết đứng chôn chân không dám níu kéo lúc này anh ta mới nhận ra bản thân đã yêu noãn tâm rất nhiều rồi trên đường về nhà tiêu quyết nhận được cuộc gọi từ anh chàng ít anh ta bảo tiêu quyết hãy về nhà ngay vì anh ta đã đưa nguyên nhân đến do cô ấy cảm thấy có người đang theo dõi mình nên rất sợ hãi đêm hôm đó tiêu quyết vừa lo lắng cho noãn tâm bị đau bụng do đến tháng vừa phải trong nguyên nhân giả vờ sợ hãi sáng hôm sau nhìn thấy noãn tâm ôm đống chân đi tiêu quyết lo sợ cô bỏ đi vì đêm hôm qua anh đã không bên cạnh cô rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết cô chỉ muốn đi giặt chân dính máu mà thôi khi đang ở công ty noãn tâm phát hiện ra thẻ tín dụng mà tiêu quyết đưa cô đã bị mất đúng lúc đó điện thoại của anh báo trừ một số tiền lớn cho việc thanh toán tại cửa hàng trang sức tiêu quyết truy tìm vị trí của kẻ trộm và đưa noãn tâm cùng đến bắt kẻ trộm là cô gái tóc hường là thành viên mới trong tổ chức của noãn tâm Thấy thế, Tiêu Quyết bỏ lại Noãn Tâm ở lại với cô gái kia và ra về. Noãn Tâm cùng cô gái tóc hường và chị gái tóc hồng đi dùng bữa. Cô gái tóc hường giới thiệu về bản thân và nói rằng trước khi về đây, cô đã điều tra Noãn Tâm và Sally. Chị gái tóc hồng nói tiếp, chị nhận được tin tức nói là trong cuộc thi năm nay của tổ chức sẽ có người làm chỗ dựa cho Sally, hình như đó là lão đại của điện Ngục môn. Hai chị em chỉ cốt khuyên Noãn Tâm phải tìm người hỗ trợ để thắng Sally, và người có đầy đủ sức mạnh không ai khác ngoài Tiêu Quyết. Trước khi Noãn Tâm ra về, cô gái tóc hường đưa cho Noãn Tâm tài liệu thu thập thông tin về Sally. Hai chị em còn cổ vũ cô hai ôm thật chặt và hôn thật nồng thắm tiêu quyết về tới nhà noãn tâm hớn hở và gặp tiêu quyết bỗng nhìn thấy nguyên nhan và tiêu quyết đang nói chuyện nụ cười trên khuôn mặt chật tắt hẳn nguyên nhan cố tình hỏi noãn tâm rằng cô ta đã chọc giận gì mà noãn tâm lại sầm mặt khi nhìn thấy cô ta thấy thế tiêu quyết bảo noãn tâm cứ nói thẳng ra điều cô muốn nhắm mắt lại noãn tâm nói ra một chàng dài rằng cô không muốn nhìn thấy nguyên nhan xuất hiện ở đây bất kỳ sự xuất hiện đột ngột đều làm cô khó chịu nguyên nhan tức tối bảo dựa vào cái gì mà noãn tâm có thể muốn hay không muốn định nói thêm thì tiêu quyết ôm noãn tâm sát gần và bảo với nguyên nhan không cần phải dò xét tình cảm của anh gì nữa đáp án của anh là đây nguyên nhan khóc lóc và chạy ra khỏi nhà tiêu quyết chỉ còn noãn tâm và tiêu quyết ở lại cô bảo anh đuổi theo nguyên nhan vì lo cô ta một mình nhìn khuôn mặt giận dữ của anh cô hỏi anh đang giận cô vì làm nguyên nhan nổi giận đúng không tiêu quyết quay lại bảo với noãn tâm rằng anh không giận vì điều đó ngược lại hỏi cô đang trốn tránh điều gì có gì mà cô phải sợ nguyên nhan luôn tránh mặt cô ta noãn tâm bảo rằng vì anh rất tốt với nguyên nhan cô sợ làm tổn thương cô ấy thì anh sẽ rất đau lòng tiêu quyết nói người anh cảm thấy đau lòng chính là cô anh không hề thích nguyên nhan mà chỉ cảm thấy áy náy với cô ta noãn tâm vui sướng tiến gần ôm anh và trao cho anh nụ hôn sau đó noãn tâm nhờ tiêu quyết hỗ trợ mình thắng sally trong cuộc thi hoàn thành các nhiệm vụ của tổ chức nhưng tiêu quyết thẳng thừng từ chối anh không muốn cô vì thực hiện nhiệm vụ mà tiếp xúc với bất kỳ tên đàn ông nào sau một hồi thuyết phục noãn nó tâm nói rằng cô đã trao hết duyên phận của mình cho anh nên sẽ chẳng thể cho ai khác nữa nghe thấy câu nói đó tiêu quyết mới đồng ý giúp nhiệm vụ đầu tiên của noãn tâm là lấy được dữ liệu của một công ty dưới sự giúp đỡ của hai chị em trí cốt cô đã đột nhập thành công đến bước mở khóa kết cô nhờ anh chàng ít giúp chỉ một lát sau chiếc kết đã được mở ra chuẩn bị copy thì đội cảnh vệ xuất hiện chị gái tóc hồng một mình chạy ra ngăn họ mà bọn họ đông quá chuẩn bị bị bắt tới nơi thì may mắn anh chàng tóc đỏ xông vào cứu nhìn dáng vẻ đánh nhau của anh chàng tóc đỏ chị gái sững sờ khi thấy rất giống người quen cũ nước mắt đột nhiên tuôn rơi anh chàng tóc đỏ giải quyết cảnh vệ xong tiến lại hỏi han thì chỉ nhận được sự xa lánh cuối cùng họ cũng xong nhiệm vụ và trở về về tới nhà noãn tâm rất muốn gặp tiêu quyết lúc này nhưng anh có việc nên không có ở nhà đến sáng noãn tâm tỉnh dậy đã thấy anh ngồi bên cạnh cô bảo rằng cô đã rất nhớ anh hỏi anh đi đâu tiêu quyết bảo rằng anh nhận được điện thoại của nguyên nhân cô ta say rượu nhưng khi đến quán anh đã thấy diệp thần ở bên cạnh cô ta anh nghĩ rằng hành động này của diệp thần chứng tỏ anh ta đang muốn lợi dụng nguyên nhân để âm mưu chuyện gì đó với anh trước khi tiêu quyết đi làm noãn tâm đã nhờ anh giúp đỡ nhiệm vụ thứ hai mục tiêu là cô sẽ phải trộm thẻ chip trên người một người đàn ông trung tuổi để thuận lợi lấy được thì chỉ có thể tiếp cận hắn trong buổi tiệc từ thiện cơ mà bữa tiệc lớn hội chị em noãn tâm không thể lẻn vào tiêu quyết bảo rằng bữa tiệc từ thiện do anh yêu cầu tổ chức vậy nên anh sẽ cho cô vào với tư cách là bạn gái của anh noãn tâm đi gặp hai chị em chỉ cốt để bày binh bố trận sau đó cùng nhau đi thử váy cho bữa tiệc ngày mai đến ngày diễn ra buổi tiệc noãn tâm khoác tay tiêu quyết bước vào và gặp nguyên nhan đi cùng với diệt thần không khí trở nên gượng gạo noãn tâm nói có việc và chạy đi gặp hai chị em chỉ cốt họ bắt đầu hành động tiếp cận mục tiêu tiêu quyết cũng trợ giúp để tách mục tiêu ra khỏi bạn gái cô gái tóc hường biến thân thành nữ phục vụ gợi cảm để gây chú ý của các vệ sĩ chị gái tóc hồng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ làm ngất mục tiêu và gọi noãn tâm tới noãn tâm chưa kịp lấy đồ thì đám vệ sĩ phát hiện ra điều bất thường và giao giết đi tìm người tiêu quyết bất ngờ làm mất điện và giải quyết hết bọn chúng anh bảo hai chị em chỉ cốt hãy rời đi trước vì đã bị vệ sĩ nhớ mặt ông già bị mất thẻ chip tỉnh dậy và không để ai trong bữa tiệc đi cho đến khi ông ta tìm thấy nhưng vì sợ hãi quyền lực của Tiêu quyết, mà ông ta chỉ cho người lục soát qua người anh và để anh và Noãn Tâm ra về, nhiệm vụ thứ hai cũng đã thành công, mở cửa phòng bước vào nhà. Noãn Tâm nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Nguyên Nhan đang chờ sẵn, nên cô đã giả vờ ngủ luôn. Tiêu quyết đưa Noãn Tâm vào phòng ngủ và biết ngay cô cố tình làm vậy. Noãn Tâm đổ lỗi cho Tiêu quyết, chỉ vì anh mà cô bị cô ta nhìn chằm chằm như muốn giết người. Tiêu quyết trùng mặt xuống bảo rằng, đúng là lỗi của anh, có lẽ Nguyên Nhan sẽ là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho cô. Sau đó Tiêu quyết nhận được điện thoại của anh chàng tóc đỏ báo, có chuyện với lô hàng của họ và bảo anh đến ngay tiêu quyết đi xử lý công việc bỏ lại noãn tâm một mình khiến cô rất sợ hãi đặc biệt sau khi nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị của nguyên nhan sáng hôm sau noãn tâm đang pha cốc nước thì nguyên nhan đột ngột đứng phía sau cô ta bảo noãn tâm hãy làm quen với việc ngủ một mình vì từ giờ chuyện như vậy sẽ thường xuyên xảy ra cô ta còn nói rồi sẽ có một ngày noãn tâm bị bỏ rơi noãn tâm ôm một mớ hỗn độn tâm sự với chị gái tóc hồng chị gái bảo đó là đòn tâm lý của nguyên nhan mà thôi nên khuyên cô đừng lo lắng khi ba chị em lại hoàn thành nhiệm vụ chị gái tóc hồng nhìn vẻ mặt noãn tâm vẫn rất u sầu chị dù cô đi ăn tối và bảo nhất định khi về tới nhà tiêu quyết đã đang đợi cô trở về nhà noãn tâm rất vui khi thấy tiêu quyết cô vội chạy vào lòng anh hỏi han anh đã cảm thấy khá hơn chưa tiêu quyết lập tức trao cho cô nụ hôn và bảo với anh hôn môi sẽ có tác dụng xua tan mệt mỏi hơn lúc này noãn tâm muốn tiêu quyết đáp ứng một nguyện vọng của cô đó là tỏ tình với cô tiêu quyết nói một chàng dài rằng anh đã luôn muốn có cô ở bên cạnh kể từ lần đầu gặp sau này dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không để cho cô đi càng không để cho cô bị tổn thương và bảo rằng anh yêu cô sau khi được tỏ tình noãn tâm cũng nói ra cảm xúc thật sự của mình cô bảo trước kia cô rất sợ hãi không biết anh có thích cô thật hay không nhưng cuối cùng hôm nay cô đã xác định được việc này kể từ nay cô sẽ tuyệt đối không rời xa anh cô yêu anh sau đó hai người lại trải qua một đêm đầy lãng mạn sáng hôm sau anh chàng ít gọi điện cho tiêu quyết bảo anh ta nghi ngờ lô hàng bị mất là do tổ chức thiên hạ làm vì chỉ có họ mới có năng lực để ăn cắp được anh ta bảo tiêu quyết lần này không được vì noãn tâm mà bỏ qua cho tổ chức thiên hạ lúc này noãn tâm chỉ giả vờ ngủ cô đã biết tiêu quyết đang muốn đối phó với tổ chức của mình giữa tiêu quyết và tổ chức cô không biết phải làm thế nào vào đêm hôm đó noãn tâm cùng với hai chị em đi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo khi phát hiện đồ cô cần lấy cắp biến mất cô mới nhận ra đã bị rơi vào bẫy của một tổ chức thần bí cô và cô gái tóc hường bị bắt đi bọn chúng cố tình để cho chị gái tóc hồng trốn thoát và để lộ vị trí giam giữ mục đích là để tiêu quyết vào trong nhận được điện thoại từ chị gái tóc hồng tiêu quyết không màng cạm bẫy tức tốc đi cứu noãn tâm hai anh bạn cũng xung phong đi cùng anh noãn tâm bị trói trên ghế trong xe lửa tên cầm đầu bảo với cô rằng tiêu quyết sẽ tới đây cứu cô và hắn ta sẽ chính tay giết chết tiêu quyết ngay lúc đó hắn nhận được điện thoại của nguyên nhan rõ ràng là họ có quen biết nhau nguyên nhan cầu xin hắn đừng giết tiêu quyết nhưng hắn không nghe và tắt máy noãn tâm nhận ra tên cầm đầu này có tình cảm với nguyên nhan nên hắn mới hận tiêu quyết đến vậy chỉ còn hai phút nữa là tàu khởi hành nhưng vẫn chưa thấy tiêu quyết noãn tâm hỏi tên cầm đầu nếu tiêu quyết không đến thì hắn sẽ làm gì hắn trả lời thản nhiên tất nhiên là sẽ giết cô sau đó thuộc hạ của tên cầm đầu chạy vào báo tiêu quyết đã hạ gục tất cả người của hắn và tiêu quyết thông qua bộ đàm muốn tên cầm đầu đến đấu với anh tên cầm đầu sai thuộc hạ canh chừng noãn tâm hắn đến chỗ tiêu quyết Loãn Tâm không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến Tiêu quyết. Cô đã giả vờ đau bụng xin đi vệ sinh hòng trốn thoát. Lúc này tàu đã khởi hành mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cô gái yếu ớt vẫn quyết thoát ra từ cửa sổ. May mà vừa đập cửa ngó đầu ra, thì gặp anh chàng tóc đỏ trên nóc tàu, tên cầm đầu tới gặp Tiêu Khuyết. Sau một hồi võ mùng thì hai người lao vào đánh nhau. Tiêu quyết cảm thấy chiêu thức của hắn rất quen thuộc, mà hắn cũng hiểu rõ cách chiến đấu của anh, nhưng vẫn chưa thể nào nhận ra hắn là ai. Khi tên cầm đầu sắp rơi vào thất bại, hắn gọi thuộc hạ mang Noãn Tâm đến, thì bất ngờ anh chàng tóc đỏ đưa Noãn Tâm nhảy vào. Tình thế nguy cấp hắn vội vàng bỏ chạy ngay, nhìn thấy Noãn Tâm đầy vết thương trên người, tiêu quyết ôm cô vào lòng mặt buồn rầu xin lỗi cô ở một nơi khác cô gái tóc hường cũng bị bắt cùng nõn tâm nhưng bị giam ở chỗ khác anh chàng ít nhận nhiệm vụ giải cứu cô sự xuất hiện ngầu lòi của anh làm cho cô gái tóc hường mê mẩn tim đập loạn xạ trên đường về nhà nõn tâm nói cho tiêu quyết biết tên cầm đầu có quen biết với nguyên nhan hắn có vẻ rất thích cô ta ngoài ra nguyên nhan còn gọi tên hắn là xích luyện tiêu quyết suy nghĩ một hồi thấy hắn ta rất quen thuộc nhưng vẫn chưa thể chắc chắn hắn là ai nõn tâm ngủ từ trên đường về nhà lúc tỉnh dậy cô thấy hai chị em chỉ cốt chị gái tóc hồng bị thương nhưng vẫn rất vui khi hai cô em an toàn trở về cô gái tóc hường cảm thấy do lỗi của mình vì trước giờ cô luôn làm cho các nhiệm vụ xảy ra vấn đề hai cô chị khẳng định không phải lỗi của cô gái nên cô gái phấn chấn hơn cô gái bảo mình đã tìm được tình yêu chân chính đó chính là anh chàng ít được hai chị động viên cô gái quyết tâm phải theo đuổi anh chàng bằng được biết tiêu quyết gặp chuyện nguyên nhan tới thăm xem anh có sao không mỗi lời tiêu quyết nói đều nhắc đến noãn tâm làm cho cô ta tức giận tiêu quyết hỏi nguyên nhan tên xích luyện đó là ai nguyên nhan với khuôn mặt kỳ dị bảo với tiêu quyết hãy cố nhớ lại anh ta là ai và bảo với anh từ giờ hãy cố gắng bảo vệ noãn tâm vì chuyện như hôm nay sẽ xảy ra liên tục mãi cho đến khi noãn tâm chết mới thôi kể từ khi bị cảm nắng cô gái tóc hường luôn chạy theo anh chàng ít để thổ lộ nhưng anh chàng chỉ toàn trốn chạy biết chuyện này anh chàng tóc đỏ ôm bụng cười khi nhìn thấy anh chàng tóc đỏ khuôn mặt chị gái tóc hồng biến sắc thấy thế anh chàng vội tiến lại xem chị gái có bị ốm hay không chị gái hốt hoảng vội hất tay anh ra và chạy đi noãn tâm rất băn khoăn trước thái độ của chị gái cô rủ anh chàng tóc đỏ ra nói chuyện cô bảo cô cảm thấy thái độ của chị gái đối với anh rất kỳ lạ có chút bi thương anh chàng tóc đỏ cũng thấy thế nhưng không biết lý do là gì nói chuyện một lúc noãn tâm bảo mặc dù anh ít tuổi hơn chị gái tóc hồng nhưng cô thấy hai anh chị rất xứng đôi anh chàng bảo rằng anh đã thích một người khác rồi nhưng cô ấy không biết tình cảm của anh noãn an tâm xin lỗi và động viên anh nếu thích thì phải bày tỏ ngay anh chàng lập tức bảo rằng người anh thích là cô tình cảnh ngượng ngùng noãn tâm cảm thấy khó thở và ngất đi tiêu quyết bế noãn tâm vào giường nhìn khuôn mặt đau lòng của cô anh bảo với anh chàng tóc đỏ rằng noãn tâm rất đơn thuần vấn đề này cô ấy sẽ không biết đối mặt thế nào cô ấy sợ làm anh chàng tóc đỏ tổn thương nên mong anh chàng ít giúp cô ấy giải quyết vấn đề này sáng hôm sau anh chàng ít tỉnh dậy với tinh thần rất uể oải vì ngủ không ngon do cứ nghe thấy tiếng thì thầm bên tai vừa mở cửa phòng anh dùng mình nhìn thấy cô gái tóc hường đứng đó cô gái bảo cả đêm cô đã đứng trước cửa phòng anh để bày tỏ tình cảm anh chàng chỉ biết né tránh và chạy mãi noãn tâm tỉnh dậy dàn ruộng nước mắt khiến tiêu quyết rất lo lắng anh chàng tóc đỏ cũng đến xem noãn tâm có sao không tiêu quyết đi ra để cho hai người nói chuyện với nhau anh chàng tóc đỏ cố gắng nói những lời để noãn tâm không cảm thấy gánh nặng nói chuyện một lúc hai người thỏa thuận sẽ vẫn như trước kia tâm trạng vui vẻ trở lại noãn tâm rủ hai chị em chỉ cốt về trụ sở cơ mà cô gái tóc hường có vẻ không muốn đi chút nào anh chàng ít có trách nhiệm đưa ba chị em về trụ sở nhưng trong vẻ mặt không cam lòng trên đường đi lại nghe họ bàn tán về mình anh chàng tức giận lái xe thật nhanh vừa thả ba cô gái xuống là phóng đi ngay nhìn thấy vẻ mặt buồn bã vì tình của cô gái tóc hường hai cô chỉ lại động viên tiếp tục cố gắng về đến văn phòng công ty noãn tâm đã gặp ngay sally cô ta mỉa mai ba chị em bị người ta đuổi xuống xe noãn tâm chợt nhớ ra sally có mối quan hệ với lão đại của địa ngục môn nên có lẽ biết chút gì đó liên quan đến xích luyện noãn tâm tìm đến sally dùng mưu khích tướng để moi thông tin sally bực tức đã tiết lộ ra xích luyện không phải tên thật của kẻ bắt cóc cô do hắn gặp sự cố về lửa mà sự cố đó cũng có liên quan đến nhiệm vụ của tiêu quyết sau đó noãn tâm gọi điện cho tiêu quyết để cho anh biết việc này nghe đến đây tiêu quyết tối sầm mặt lại lúc này đã có thể khẳng định tên cầm đầu đó là ai biết cô cháu gái đang có mặt tại trụ sở người ông đã tìm đến hỏi han về sức khỏe noãn tâm bảo ông về việc lô hàng mà tổ chức của tiêu quyết đã bị trộm anh ấy đã nghi ngờ việc này do tổ chức thiên hạ và địa ngục môn hợp tác làm nhất định anh ấy sẽ tìm cách đối phó người ông bảo rằng ông biết tổ chức thiên hạ đã thay đổi nhưng đến giờ ông không thể nào rời khỏi được điều ông cảm thấy may mắn là noãn tâm đã tìm được chỗ dựa vững chắc là tiêu quyết ôm cô cháu gái vào lòng người ông trầm tư mong cháu gái sẽ được Tiêu quyết đối xử tốt, còn ông chắc có lẽ sẽ không có cơ hội bảo vệ cô cháu gái này nữa. Sáng hôm sau Noãn Tâm thức dậy trong căn nhà của mình, cầm vào điện thoại mà không thấy có một lời nhắn nào của Tiêu quyết, cô lập tức trở về nhà Tiêu quyết xem đã xảy ra chuyện gì. Hai anh bạn cũng ở đó, nhìn thấy cô, họ bảo cô vào xem Tiêu quyết ngay. Bước vào Noãn Tâm nhìn thấy Tiêu quyết không còn tỉnh táo, bên cạnh là hàng đống chai rượu đã cạn. Tiêu quyết bảo người đó là Minh Hỏa, chính là người bạn thân thiết mà anh tưởng là đã chết, nhưng không hiểu sao bây giờ anh bạn đó lại trở thành kẻ thù muốn giết anh. Trước đó anh bạn thích Nguyên Nhan, khi biết Nguyên Nhan thích anh thì anh bạn không vì chuyện đó mà ghét bỏ ngược lại còn vui vẻ sẽ cạnh tranh với anh về sau có một nhiệm vụ tổ chức giao cho anh làm mà đến lúc người thực hiện lại là anh bạn và anh bạn đã gặp nạn trong lần thực hiện nhiệm vụ đó kể xong tiêu quyết tự dần vật mình vì nhiệm vụ đó vốn là của anh định dốc cạn chai rượu thì noãn tâm tức giận đập nát và bỏ đi mặc kệ anh đi cả ngày mà tiêu quyết không hề gọi điện hay tìm kiếm thậm chí cô vẫn còn đang bị thương noãn tâm ôm cục tức trở về nhà tiêu quyết mở cửa phòng ra thấy anh đang ung dung đọc tài liệu khiến cô càng bốc hỏa tiêu quyết tiến lại gần hôn nhẹ lên môi cô khi biết tài liệu tiêu quyết đang đọc là về các nhiệm vụ của cô anh đang xem giúp cô thì noãn tâm vui vẻ trở lại ngay lập tức chạy vào ôm anh ngày hôm sau tiêu quyết cùng hai anh bạn cũng bị kéo vào việc hoàn thành nhiệm vụ của noãn tâm cô gái tóc hưởng được tiêu quyết cố tình phân nhiệm vụ phá khóa cùng với anh chàng ít để thắt chặt tình cảm cơ mà khi trở về nhà cô gái chỉ biết khóc ròng, vì chưa thắt chặt được tí nào anh chàng đã chạy mất đến ngày nộp kết quả các nhiệm vụ hoàn thành noãn tâm đến trụ sở thì gặp diệp thần anh ta trách cô trở lên lạnh nhạt không hề liên lạc kể từ sau khi chia tay noãn tâm vừa bảo cô vẫn coi anh là anh trai thì diệp thần không kìm nén được cảm xúc đẩy cô vào tường Răn giọng bảo cô rằng tiêu quyết không tốt lành gì đâu rất nhiều người muốn giết tiêu quyết nếu cô còn ở bên cạnh thì sớm muộn cũng bị liên lụy diệp thần bảo cô hãy quay lại với anh ta noãn tâm sợ hãi chỉ muốn anh ta buông tay thấy thế diệp thần càng siết chặt không để cô thoát ra định cưỡng hôn noãn tâm thì chị gái tóc hồng cho anh ta ăn cú đấm diệp thần mất hết lý trí vì yêu anh ta thể rằng sẽ làm noãn tâm phải hối hận cuộc họp công bố kết quả cuộc thi được tổ chức trên một hòn đảo xinh đẹp noãn tâm đưa theo tiêu quyết cùng đến tham gia Cô đưa anh đi giới thiệu với người ông của mình, thấy Tiêu quyết chỉ đến một mình, Diệp Thần cùng với Xích Luyện lên kế hoạch để giết anh ở chính nơi đây. Lúc công bố kết quả nhiệm vụ của Noãn Tâm và Sally hoàn thành đều bằng nhau, Tiêu quyết tiết lộ cho Noãn Tâm biết rằng dây đeo trên điện thoại cô chính là con chip, mà cô luôn muốn nộp cho tổ chức, đưa con chip đó cho tổ chức, thế là Noãn Tâm đã hoàn thành hơn Sally một nhiệm vụ và giành chiến thắng, nhìn thấy cô cháu gái bên cạnh Tiêu quyết, người ông tỏ ra rất mãn nguyện, vậy là dù có chuyện gì xảy ra với bản thân, ông cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Buổi công bố vừa kết thúc Noãn Tâm đưa Tiêu quyết cùng với hai chị em đi ngắm mặt biển bất ngờ xích luyện đưa theo đám đông đàn em bao vây noãn tâm kêu hai chị em hãy chạy đi vì hắn chỉ muốn giết tiêu quyết mà thôi còn cô cô sẽ ở bên cạnh anh xích luyện giơ súng bắn tiêu quyết nhưng anh không hề né tránh với phát súng này anh muốn trả lại những nợ nần cho người bạn tốt xưa kia của mình trước khi đến đây tiêu quyết cũng đã phòng bị hai anh bạn cùng đám người của anh đã đi máy bay đến giải cứu trong khi hai bên đấu súng tiêu quyết và noãn tâm đã lên máy bay trở về noãn tâm chuẩn bị sơ cứu vết thương cho tiêu quyết thì phát hiện ra có bom trong máy bay chỉ có hai chiếc dù tiêu quyết lập tức đeo cho cô một chiếc và đẩy cô xuống anh hứa sẽ đến với cô khi gần tiếp đất Noãn Tâm nhìn thấy phi công cũng đang nhảy xuống như cô, vậy thì Tiêu Quyết phải làm sao? Đúng lúc đó máy bay nổ tung, Noãn Tâm mặt đẫm nước mắt gọi tên Tiêu Quyết trong vô vọng. Noãn Tâm ngồi cô độc trên bờ biển chờ anh xuất hiện như lời anh hứa, nước mắt không ngừng tuôn rơi, vừa khóc vừa cầu mong anh xuất hiện. Cô còn muốn cùng anh làm rất nhiều việc, muốn kết hôn với anh. Tiêu Quyết người đầy vết thương từ ngoài biển tiến vào gần, anh bảo cô đừng có quên câu nói vừa nãy. Nhìn thấy anh Noãn an Tâm với vẻ mặt hạnh phúc, nhưng đẫm lệ chạy lại xà vào lòng anh, sau đó cô dìu anh vào ngôi nhà nhỏ gần đó, chăm sóc vết thương cho anh. Hôm sau hai anh bạn đã có mặt từ rất sớm để đón hai người trở về, lần này vết thương của tiêu quyết có vẻ rất nghiêm trọng noãn tâm chưa từng thấy anh suy yếu như vậy nên rất buồn cô vẫn thắc mắc việc cô bị tổ chức bỏ mặc trong tình thế nguy hiểm ngày hôm qua do vậy cô đã quay trở lại trụ sở nhìn thấy noãn tâm đồng nghiệp tỏ ra rất sững sờ có lẽ anh ta nghĩ cô đáng ra phải chết vào ngày hôm qua mới đúng vậy là tổ chức cố tình muốn cô chết noãn tâm vào gặp cấp trên nhưng chỉ nhận được sự chỉ trích từ ông ta ông ta đổ lỗi cho cô đã làm lộ tư liệu về các thành viên của tổ chức cho tiêu quyết và tuyên bố cô đã bị khai trừ noãn tâm rất đau lòng nơi cô luôn coi là nhà nơi cô luôn muốn cống hiến và bảo vệ biết bao vậy mà giờ lại coi cô là kẻ phản bội rồi đuổi đi chị gái tóc hồng đến khuyên cô đừng đau lòng so với việc mất đi tổ chức thì việc mất đi người mình thương yêu mới là nỗi đau không thể nào nguôi ngoài trong quá khứ chị gái đã mất đi một người như thế noãn tâm ngồi nghe chị kể chuyện của mình và thiếp đi lúc nào không hay cô tỉnh dậy định trở về nhà thì diệt thần từ đằng sau đã chút thuốc mê cô anh ta đưa cô đến một tòa nhà và cố tình nói cho cô biết nguyên nhân cũng bị xích luyện nhốt tại đây do bị nhốt lâu nên tinh thần cô ta không ổn định anh ta bảo noãn tâm hãy ngoan ngoãn ở đây nếu không cô sẽ được đối xử không khác gì nguyên nhân nghe xong noãn tâm tỏ ra nghe lời cô lừa anh ta đi mua đồ ăn lúc diệp thần đi khỏi noãn tâm đã leo từ tầng hai trốn thoát lúc cô trở về nhà tiêu quyết đã tỉnh lại nhìn thấy cô ước xung quanh rất lo lắng hỏi han cô kể cho anh việc bị diệp thần bắt cóc và cũng kể việc nguyên nhan cũng đang bị giam giữ ở đó tiêu quyết sai người đi cứu nguyên nhan trở về nhìn thấy tiêu quyết và noãn tâm cô ta chỉ hét lên ầm ĩ noãn tâm cho rằng nguyên nhan đã bị thần kinh rồi cô cảm thán việc xích luyện yêu nguyên nhan như thế vậy mà vẫn làm cho cô ấy ra nông nỗi này tiêu quyết không tin xích luyện có thể đối xử với nguyên nhan như vậy anh bảo noãn tâm hãy cùng anh tình tứ trước mặt nguyên nhan để xem phản ứng của cô ta mặc dù đã làm mọi thứ vậy mà cô ta vẫn không hề có chút thái độ nào hai người cứ ngỡ cô ta bị bệnh thật mà không ngờ tất cả chỉ là màn kịch trong lúc không đề phòng nguyên nhan đã vào phòng làm việc của tiêu quyết cô ta đã phát hiện ra bí mật về anh chàng tóc đỏ trong máy tính và lập tức báo cho xích luyện anh chàng tóc đỏ và chị gái tóc hồng được gọi đến tiêu quyết và noãn tâm rất bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của hai người thì nguyên nhan xuất hiện bảo muốn cho mọi người xem một món quà cô ta cầm theo chiếc ipad trong đó xích luyện đang nói về một người tên chỉ lẫm đó chính là người yêu của chị tóc hồng và cũng là anh trai của anh chàng tóc đỏ người này đã bị chết và kẻ giết người này không ai khác là tiêu quyết nhìn ảnh của chỉ lẫm mà chị gái tóc hồng có anh chàng tóc đỏ xác nhận đó thực sự là anh trai mình anh chàng rất sững sờ hỏi tiêu quyết đã giết anh ta tiêu quyết không hề trốn tránh anh bảo đúng là anh giết nhưng đó chỉ là phòng vệ vì người đó là sát thủ được phái đến giết anh anh chàng tóc đỏ đau khổ giơ súng lên định bắn tiêu quyết để trả thù cho anh trai noãn tâm chạy vào ngăn cản khuyên anh chàng hãy nghĩ lại vì bao nhiêu năm nay tiêu quyết luôn coi anh chàng như là em trai của mình anh chàng tóc đỏ hạ súng bảo từ nay sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt và kéo tay chị gái tóc hồng rời khỏi tiêu quyết kể lại sự việc cho anh chàng ít điều anh lo sợ lúc này là anh chàng tóc đỏ vì hận mà sẽ hợp tác với xích luyện sau đó hai anh cùng nhau đến trụ sở của quỷ lệ để tập hợp các thành viên khai chiến tiêu quyết vừa mở cửa bước vào tổ chức thì đã thấy xích luyện và anh chàng tóc đỏ đã chờ sẵn ở đây còn các thành viên trong quỷ lệ đều bị trói cả lúc đó diệp thần đưa noãn tâm và cô gái tóc hường bị trói đứng trước mặt tiêu quyết anh chàng tóc đỏ giơ súng tiến lại gần tiêu quyết và hỏi anh có nguyện ý trả nợ một số này không tiêu quyết bảo nếu cậu thật sự thống hận tôi thì tôi nguyện ý trả nghe thấy câu trả lời của tiêu quyết anh chàng tóc đỏ giơ súng bắn lên trời anh bảo rằng câu trả lời như vậy chứng tỏ những năm qua tiêu quyết đã đối xử thật lòng với anh chàng mà không phải lợi dụng phát súng đó của anh chàng cũng là để thành viên của quỷ lệ hãy bắt đầu hành động việc các thành viên bị trói chỉ là màn kịch thôi tên xích luyện bị trúng kế không kịp trở tay diệp thần đưa hai cô gái ra trước làm con tin lúc đó noãn tâm dùng kế bày tỏ tình cảm để dẫn dụ anh ta vào chồng lợi dụng cơ hội cô gái tóc hường dáng cho anh ta cú đánh và hai người vùng chạy ra khi diệp thần giơ súng để chuẩn bị thanh toán cô gái tóc hường thì bị viên đạn của anh chàng ít bắn vào đầu anh chàng tóc đỏ kêu tiêu quyết đừng vì tình cảm mà bỏ qua cho xích luyện hãy kết thúc chuyện này ở đây Tiêu quyết nói lời vĩnh biệt và thẳng tay bắn hạ, kết thúc trận chiến cô gái tóc hường càng bám giết lấy anh chàng ít, rồi rít cảm ơn đã cứu mạng và tỏ tình với anh, anh chàng ít mặt đỏ bừng, bảo cô đừng làm thế, bởi vì lời tỏ tình này phải do anh nói mới đúng, nghe thấy thế cô gái tóc hường vui vẻ nhảy cẫng lên, mọi người đều ra ngoài, sau khi bác sĩ khám vết thương, vậy mà Noãn Tâm không sao, mà mãi chưa thấy trở ra, làm cho Tiêu quyết sốt ruột, bác sĩ khám cho Noãn Tâm xong, đi ra thông báo rằng cô đã có thai, Tiêu quyết lập tức chạy vào thăm Noãn Tâm, trên mặt không giấu được sự vui sướng, Noãn Tâm bảo rằng nhận được tin này, cô có phần sợ hãi, vì cô sợ mình trở thành bà béo Tiêu Quyết cầm tay cô và bảo rằng, dù cô có trở nên như thế nào, thì anh sẽ mãi yêu cô, vĩnh viễn chăm sóc cho hai mẹ con. Không lâu sau Tiêu Quyết đã tổ chức một hôn lễ vô cùng hoành tráng, làm cho các cô gái đều ngưỡng mộ, noãn tâm mặc váy cưới bước ra xinh đẹp dạng người. Tiêu Quyết dắt tay cô cùng đi đến lễ đường, họ trao nhẫn cho nhau và kể từ đây họ chính thức trở thành vợ chồng. Nhiều năm sau trong ngôi nhà hạnh phúc của họ đã có hai thiên thần vừa thông minh lại vừa đáng yêu. Trải qua bao nhiêu năm tình cảm của họ vẫn nồng thắm như mới yêu. Nói về hai anh bạn của Tiêu Quyết họ cũng đã lập gia đình. Hai người vợ không ai khác chính là hai chị em chí cốt của Nõn Tâm, Cơ mà trong họ có vẻ thảm thương vì họ rất sợ người vợ của mình và bọn họ hạnh phúc bên nhau mãi về sau. Tập truyện đến đây kết thúc rồi. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé.